Cái xe này không biết hỏng ở đâu rồi. Sửa mãi mà chả được cái gì. Không biết là cái bánh xe này nó hỏng ở đâu rồi ý. Ra lấy cho anh cái khoan vào đây nào Cam ơi. Ôi, ở đây có lỗi thì có lê về tù mí thôi. Không có khoan đâu anh ơi. Quá anh kìa, vừa đây anh để cái khoan ở đấy cơ mà. Thế thì ra lấy cho anh cái tô vít cũng được. Em lại cứ bảo là mấy cái đồ đây nó chạy đi đâu hết, là chạy đi đâu thế nào được. Có một cái xe nó lấy mất cái cờ ra rồi kìa. Ô, cái xe kia, sao nó lại cứ lấy hết đồ của mình nhỉ? Đuổi theo đi Cam ơi. Hình như nó chạy vào đây này Cam ơi. Đúng rồi đấy, em thấy nó chạy vào đây đó. Thì ra mấy cái xe ô tô đấy, nó chạy vào nhà bạn Trang. Đi bảo thôi. Mấy chiếc xe ở đây rồi, tìm từ sáng tới giờ, bây giờ mới thấy. Sao lại ở sân thế này nhỉ? Đây, bây giờ mình sẽ nhét chúng vào chiếc xe to này. Cứ tưởng là bị mất ba chiếc xe con này. Một, hai, ba chiếc xe con này. Đóng mắt lại này. Quả tang bạn Trang rồi nha. Quả tang gì con? Cậu đang giấu mấy cái chiếc xe ô tô con này đi đúng không? Mấy cái xe ô tô này vẫn rất che bọn em đấy. Đúng rồi đấy. Mấy cái xe ô tô này nó toàn ra phá tớ mấy em Cam ở ngoài kia thôi. Thì ra mấy cái xe này là của cậu. Mấy cái xe ô tô con này nó chạy trốn ra khỏi cái xe khủng long này. Tớ phải vất vả đi tìm từ sáng tới giờ bây giờ mới thấy đấy. Nhưng mà ra mấy chiếc xe này vừa ra phá phách các cậu à. Xe khủng long á? Đúng rồi. Ui, đầu nó là một con khủng long này. Mà đây nó là có thể há được ra đấy. Há mồm ra? Đúng rồi. Đâu? Ui ui. Rơi cái đầu ra luôn này. Cậu làm gì thế? Cậu làm hỏng mất cái xe của tớ rồi. Xe tớ mới mua, chưa chơi được tí nào đâu mà đã rụng mất cái đầu của nó ra rồi thế này. Không, cái này nó có cái khớp đây này. Mình chỉ việc ấn vào là xong mà, chứ có phải là hỏng đâu. Đấy, mình chỉ việc ấn cái này là xong này. Cái đầu cái con khủng long này nó không há được ra đâu. Không há được ra? Đây là nó chỉ đứng yên một chỗ thế này tớ thôi. Tớ cứ tưởng là nó há được ra cơ. Nhưng mà tớ thấy ở trên cái đầu con này nó có cái nút gì đó bấm này. Cái xe này chơi như nào hả cậu? Xe này chơi như thế nào ấy? Tớ vừa mới mua cho nên là tớ cũng không biết được. Đang chuẩn bị chơi thì mới phát hiện ra là bị mất ba cái xe con đấy. Thế được rồi, để bọn mình thử mở ra xem chơi như thế nào nhá. Mở cái nắp này ra này. Bửa luôn ra đây này. Ui, nó như một cái sân bay thế nhỉ? Không phải sân bay, đây chính là một cái gara ô tô đấy. À, gara ô tô. Cái này ra mở ra được này. Trông như một cái đường đua ấy. Cam ơi, cam ơi, cam ơi. Sao lại dài như thế này nhỉ? Ô, xe, mình phải lấy mấy cái xe này ra chứ không để trong đây thì mình di chuyển thì là nó sẽ rơi ra đấy. Sao cái này nhiều xe thế nhỉ? Xe màu cam này, xe màu xám này, xe màu xanh này, xe màu tím này, xe màu xanh này. Cam thử đếm xem có mấy cái xe nào. Có tận 8 cái xe luôn. Xong rồi, hình như tớ nhìn là nó có thể tạo thành một cái đường đua đấy cậu ơi. Wow, còn có các cái biển báo này. Biển báo tốc độ nhá. Có cả biển báo bán nước này, cây nước tự động. Đây này, đây này. Tớ thấy trong đây nó có cái gì này. À, hóa ra đây chính là các cái biển báo à. Còn nữa không cậu? Sticker à, đây là biển báo. Đây chính là những cái sticker khủng long. Wow. Để em mở ra nhé. Cam thử mở ra xem nào, còn mình trang trí xem. Đâu, để chị xem nào. Cái này là cái gì vậy nhỉ? Để xem sticker này có cái nào phù hợp với cái này không. Wow, sticker này. Đây là một con khủng long bạo chúa đấy. Loài này á, cực kỳ mạnh luôn và nguy hiểm. Bây giờ em Cam bóc sticker này ra cho chị đi. Để chị dán vào đây. Cẩn thận bóc không nó rách đi nha Cam nha. Em hiểu tay lắm. Đây, biển báo này sẽ dán ở đây. Đây. Đây, em Cam bóc cây nước đây chị nào. Đây, đây chính là cây nước đây này. Ui, cái cây nước này không phải bán nước cậu ơi, mà bán rất nhiều trứng khủng long. À, bán trứng khủng long à? Đúng rồi, đây, bóc sticker cây nước này.
5 minutes later. Ta-da! Thế này chị em chúng tớ đã dán xong các cái biển báo này rồi. Bây giờ chúng mình sẽ trang trí vào chiếc xe này thôi. Cam, đưa cho anh một cái biển báo nào. Ô, sao lại đưa bằng cái chân thế này? Một cái biển báo gắn vào đây này. Gắn vào giữa. Một cái biển báo nữa nào. Một cái biển báo nữa. Biển báo này có hai cái chấm. Hai cái chấm này thì lắp ở đây. Biển báo này chính là ở đoạn đầu luôn. Đúng để rồi. Cho các cái xe xuất phát đi. Còn cái biển mà cây bán nước trứng khủng long này mình sẽ đặt ở đây này. Các cậu biết vì sao mày đặt cái cây nước ở đây không? Vì sao? Bởi vì chỗ này chính là chỗ đỗ xe ô tô đấy. Chỗ này là những cái khoang dừng đỗ xe ô tô này. Các cái xe ô tô sẽ tập kết ở đây. Cho vào đây. Cho vào đây. Cho vào đây. Đấy. Rồi. Đây chính là cái trạm xăng cậu ơi. Trạm xăng à? Trạm xăng thì mình cũng sẽ đổ để ở những cái chỗ. Đây, trạm xăng sẽ để ở giữa này. Đây, để giữa đây à? Đúng rồi. À, thì ra là vậy. Thế còn hai cái bảng hiệu này thì chúng mình sẽ để vào đâu cậu nhỉ? Dinosaurus này là khủng long đấy. Hình như là cắm vào đây này. Đúng rồi. Ở vị trí xuất phát. Đây, ấn hết xuống xong chúng mình sẽ đẩy lên phía trước như thế này. Đúng rồi. Biển hiệu này mình sẽ cắm gần cái bãi đỗ xe này. Mình đã lắp xong cái đường đua khủng long này rồi. Wow, cái đường đua khủng long này siêu dài luôn các cậu ơi. Dài khườn khượt luôn. Bây giờ bọn mình sẽ chơi như thế nào bây giờ nhỉ? Tớ cũng chưa biết cách chơi như thế nào ơ. Sao cậu lại tháo đầu của cái con khủng long ra thế? Đúng rồi, quên. Bây giờ chơi sẽ như này này. Như thế nào? Ấn cái này vào sâu bên trong này. À, ấn cái thanh vàng này vào bên trong. Đấy, nó cứ tách một cái. Thì mình sẽ cho hai cái xe này vào. Đấy, tít vào bên trong, vào bên trong. Sau đó này, bấm nút đấy á. Đúng rồi, các cậu nhìn nha. Chuẩn bị. Đây chính là chiếc xe giành chiến thắng các bạn ơi. Các cậu có biết cái thanh này là thanh gì không? Đấy, cái thanh mà di chuyển sang trái sang phải đây này. Đây chính là một cái thanh cản đường đấy. Xe nào mà tiến lên trước thì nó sẽ đẩy cái thanh cản đường này sang một bên. Đấy, thế là xe đối thủ kia tiến đến thì sẽ bị cái thanh cản đường này nó cản lại và không thể nào qua được. Đấy chưa, trò này hay phết đấy. Nào bây giờ, anh với Cam chơi nhá. Bây giờ chọn xe đi anh Cam. Em Cam chọn chiếc xe màu xanh lá cây. Được rồi, thế thì anh sẽ chọn một chiếc xe nào nó sẽ mạnh hơn xe của em. Ui, xe này trông cũng ngầu không các bạn ơi. Trông nó khác với mấy cái xe còn lại, xe này trông nguy hiểm đấy. Xe mã số 29. Xe của em Cam là mã số 06. Nào, bây giờ đặt vào đây nhá. Xe của em Cam đặt vào đây này. Xe của anh cũng đặt vào đây này. Giờ xem xe nào sẽ là người chiến thắng nhá. Ui, hình như chiếc xe đua màu vàng của cậu bị hết xăng rồi. May quá. Có trạm xăng gần đây. Vào trạm đổ xăng đã nào. Đấy. Đầy xăng rồi này. Cho vào đường đua thôi. Vào đường đua tiếp này. Em Cam đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi. Được rồi, hai chiếc xe sẵn sàng rồi. Cam bấm đi. Ôi. Đến đây, xe màu xanh của em chiến thắng rồi. Xe của em Cam mạnh đấy. Bây giờ đến lượt chị với cả em Cam thi đấu xem xe của ai mạnh hơn nhá. Bây giờ xe chiến thắng sẽ đứng ở đây nhá. Sẽ chọn một chiếc xe khác để thi đấu với cái xe màu xanh lá cây này của em Cam. Đây, chọn một chiếc xe màu đỏ cho nó đỏ các cậu ạ. Xe của chị sẽ đứng ở bên tay trái nha, của em Cam sẽ đứng bên tay phải nha. Chúng mình sẽ ấn nút màu vàng này đúng không? Ấn mạnh về phía sau. Rồi, ẩn dịch các cái xe này vào này. Bây giờ chị sẽ bấm nút nha. Xe đỏ cố lên, xe đỏ cố lên. Xe đỏ cố lên, xe đỏ cố lên. Xe đỏ của bạn Trang đã bị chiếc xe xanh chặn lại. Nhưng mà chiếc xe xanh bị lật lật rồi, đã bị gặp tai nạn rồi các cậu ơi. Thế là vòng thi này coi như là hòa. Cái đường đua này thích thật đấy. Khi nào mình chơi xong là mình sẽ cất được hết đi như thế này này. Đấy, mình gỡ ra này. Sau đó mình chỉ việc cầm cái này lên và gấp lại thôi. Gấp một lượt, gấp hai lượt, gấp ba lượt, gấp bốn lượt. Tèn tèn tèn. Thế là đã gấp xong được chiếc xe rồi. Đấy. Sau đó chúng mình sẽ cho những chiếc xe này vào trong gara. Đấy, nhét những chiếc xe đua này vào trong gara.
Rồi và hệ lắc lại. Chiếc xe khủng long này sẽ di chuyển.